Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ nhắc lại bài một lần nữa về cái mẫu mà Ultimate 81 AS này. Cái mẫu này thì nó có để mình check hình cái, mình chuyển lại. Nó là như thế này. Nó đã có những cái mẫu fail rồi. Nhưng mà gần đây thì mình lại bị nhiều rồi. Anh em kêu là mình check giùm mình đi. Rồi còn có cái chia sẻ cái bí quyết để nhận biết làm như thế nào thì nó fail và thế nào thì không fail. Và còn có mấy cha nội mà còn đi chào lại mình nữa, hỏi thu mua sỉ không, chào giá nữa. Thì mình là dân chuyên về cái này rồi mà. Mình cũng đã chia sẻ trên YouTube và trên có thể là trên TikTok này là mình cũng đã chia sẻ rồi. Thì cái cách nhận biết của mẫu fail này như thế nào mà không biết mấy ổng có coi chưa nữa, mà ổng đi chào đúng mình cũng thấy tức cười. Thì mấy bạn cứ chịu cực lên YouTube thì gần đây thì mình ít hoạt động đấy, mình ít up, nhưng các bạn có thể lên TikTok này xem. Thì mình có chia sẻ những cái cách nhận biết hết và tại sao nó fail. Ngay cả thời điểm trước thì mình cũng có đặt từ bên Nhật về mà nó vẫn bị dính fail đấy. Đợt đó mình đặt về mình thấy hai mẫu xe nó rẻ mà mình cứ ý không có. Cái đó thì mình có chia sẻ rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ nhắc lại cho vài điểm. Mình thấy có hai điểm thì các bạn có thể nhận biết được cái đo này fail nhé. Thì mình chuyển cái màn hình cái. Đây, tiếp tục. Tiếp tục chương trình đây. Hôm nay thì cái hộp của nó mình để ở trong nhà, mình không có mang ra nè. Đây là cái mẫu mình đặt từ bên Nhật về nè. Mình quay một vòng tổng thể cho các bạn xem. Đây, rồi để đây. Thì em này á, có hai cái đặc điểm đó các bạn có thể nhận biết. Và khi mà có thể mua ở bên một cái đơn vị nào khác thì các bạn có thể nhờ người ta chụp cho mình cái tấm hình. Cái đầu tiên á, là bạn tháo cái lót này lại nè. Tháo cái lót này lại. Thì ở dưới cái đế lót này á, nó sẽ có một cái cục gel màu xanh này nè. Phần lớn mình thấy những cái đế khác, những cái màu khác nó cũng là cục gel màu xanh. Đây là cái cục gel của nó nè. Nó giúp tăng cái độ im của mình. Và đây là ba cái lỗ thông khí nè. 1, 2, 3 lỗ thông khí để nó thông khí vào trong đây. Và nó lấy hơi nóng ở trong này nó đẩy ra ngoài nè. Khi mình bước đi á. Nếu mà thường cái đôi phay á, cái đôi giày phay được trước mình mua về á, thì nó ở đây nó là một cái miếng vải, không phải cái vải lưới như thế này đâu nè. Một miếng vải màu trắng luôn, nó che bít hết, nó không có cục gel, không có gì đâu nè. Lần đó mình đặt về với giá cao mà cuối cùng mình bán lỗ có 700 ngàn đấy. Đó là điểm thứ nhất, các bạn có thể nhờ trách nha, nhờ trách cái đó. Điểm thứ hai nữa thì những cái đôi giày phay cái mẫu này á, thì nó là Made in Việt Nam nha các bạn. Made in Việt Nam, đây là cái tem của nó này, Made in Việt Nam. Nhưng mà Made in Việt Nam thì cái mã nhà máy nó phải chính xác là Việt Nam luôn. Thì đây là cái mã nhà máy của nó, ngay chỗ cái ngón tay cái của mình đang chỉ này, chữ T với chữ V này, này. Đây là cái mã nhà máy nó đấy. Còn cái những cái đôi giày phay á thì nó vẫn là Made in Made in Indonesia. Made in Indonesia và cái mã nhà máy lại là TV nữa. Lại là chữ T và chữ V này nè. Cái đó là 100% là phay rồi nè. Và khi bữa mình có chia sẻ thì những cái logo mà cái phần chặt và cái đường cong của cái logo này nè, của những cái đôi giày phay á, nó rất là xấu á. Mặc dù cái mặt da của nó vẫn là da thật luôn, nhưng mà nó nhìn thô và cứng lắm, chứ nó không được mềm mại như những cái đôi dài này rồi. Thì đó là nó sẽ là hai cái điểm mà các bạn có thể nhận dạng được một đôi giày phay. Và các bạn có thể thấy bây giờ nhãn nhãn ở trên Facebook có thấy im này. Nhãn nhãn trên Facebook là những cái đôi dài mọi người cứ ảnh nó thì cứ giống nhau hết. Mấy bạn nghĩ như thế nào khi mà đôi giày này hãng nó bán tới 130 tới 140 đô mà trong khi người ta bán có 1,1 triệu, 2 triệu hoặc 1,5 triệu này kia, thì các bạn hãy đặt câu hỏi về cái vấn đề đó đi. Cái này mình đặt cao nên mình cũng bán cao à. Nhưng mà chắc một điều thì các bạn cần, nếu mà bên mình thì mình sẽ tra luôn là cái hóa đơn khi mà mình mua những cái này cho các bạn đấy. Người ta gửi về, người ta có gửi hóa đơn luôn đấy. Cái màu vàng này nè, tùy đôi màu trắng thì nó sẽ là cái màu xanh đấy. Còn đôi này thì nó màu vàng đấy. Rồi, đó là hai đặc điểm để các bạn có thể nhận biết mẫu này. Mình sẽ up lên trên YouTube và up TikTok, các bạn coi mà theo dõi nhé. Nhưng khi mình đi làm, mình bạn mình không có trả lời hết được đâu đấy. Nên là hôm nay mình rảnh mình làm, mình nhắc lại cho mọi người ha. Nhiều khi nó trôi đi, mọi người không nhớ rồi lại cứ hỏi mãi. Thì mình nhiều khi cũng không rảnh để trả lời hết được như tất cả các câu hỏi này. Thường TikTok thì mình nó không có gửi hình được, là mình cũng không có
mình cũng không có thường xuyên để check bên đây nữa, mình on bên Facebook với Zalo nhiều, mọi người liên hệ bên đó giùm mình đấy. Ok, ôi 6 phút luôn rồi, 5 phút máy này. Rồi, chào mọi người nha, ai có cần câu hỏi hay gì thì cứ đặt, mình xem mình trả lời cho, còn không liên hệ qua Zalo hoặc là YouTube cho mình cũng được. Rồi, bye bye nha, cảm ơn nha.